chùm vô xíu nữa. Lên chút xíu anh rồi ok. Đường cái đó anh Hồng ơi. Con chụp chú không? Vô đây. Chú đi. Chú đi. Thấy được. Anh bắn nè, em vô, em vô, anh bắn luôn cho, em vô đây. Không vô. Để bắt con anh Khang. Anh Khang nhìn em. Vô đi thôi. Anh em vô. Nhớ gửi anh nha. Nhớ gửi. Đấy là. Bạn nghe cái này. Em lấy cái hình ra. Có em đang chụp anh Nguyễn Phi Hùng rồi này nè. Chụp đẹp nè, chụp đẹp khoe bạn bè nha. Chụp hình đẹp xong đi khoe bạn nha. Ồ, khoe bạn ruột đi chơi nè. Rồi anh nhìn máy giúp em cái. Gan chiếc cửa. Bà. Dạ được. Ngày hôm nay thì Phi Hùng đã có một dịp được trải nghiệm tới với con đường nghệ thuật Ốm Đỏ của Vĩnh Long. Đây là một con đường đã được đưa vào trưng bày cũng như là để quảng bá đến những du khách bốn phương để cảm nhận thêm những nét đặc trưng, những nét đẹp của mỹ nghệ và đặc biệt là những dòng sản phẩm của gốm đỏ Vĩnh Long. Đây là một cái nét đặc trưng mà Phi Hùng đã cảm nhận được rất là nhiều mẫu mã đa dạng và nhiều màu sắc và vô cùng là ấn tượng, bởi vì đây là những cái tài năng của các nghệ nhân đã tạo nên. Và điều mà Phi Hùng ấn tượng hơn nữa đó chính là kỷ lục Guinness về những ngôi nhà ba gian hai trái. Đây là một ngôi nhà được hoàn toàn làm bằng ngói đỏ mà hôm nay thì Phi Hùng đã có dịp được trải nghiệm, và những sản phẩm này hôm nay thì sẽ được trưng bày tại đây và sẽ dành tặng cho những sự kiện đặc biệt
Đây chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng ngôi nhà ngói đỏ ba gian hai trái. Đây là một nhà do ông Nguyễn Văn Bui xây dựng từ năm 2003. Ngôi nhà được đây là ngôi nhà do ông Nguyễn Văn Bui đây là ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Bui xây dựng và đã được xác lập kỷ lục Guinness vào năm 2023. Đây cũng là một cái niềm tự hào của người dân Vĩnh Long, và Hồng tin rằng là đến Vĩnh Long không chỉ có những cảnh đẹp, con người dễ thương mà chúng ta còn khám phá thêm được những cái trải nghiệm thú vị, cũng giống như là Vi Hồng ngày hôm nay được khám phá một nét đẹp văn hóa và con đường nghệ thuật gốm đỏ Vĩnh Long. Mong là mọi người hãy cùng đến đây để chiêm ngưỡng. Rồi. Là Minh Trung, một phóng viên luôn luôn có mặt trên khắp mọi nẻo đường. Đặc biệt là với tình yêu của Minh Trung thì lúc nào cũng lan tỏa đến trái tim của Minh Hùng. Để rồi đến với mảnh đất nào của phương Nam thì Minh Hùng cũng đều cảm thấy vô cùng ấm áp và ngập tràn yêu thương. Giống như là hôm nay Minh Hùng đã có mặt tại con đường nghệ thuật gốm sứ, con đường nghệ thuật gốm đỏ Vĩnh Long. Trời ơi.